Nói chuyện gì vậy anh? Đại Phong, sao có giọng phụ nữ vậy? Anh đang ở với phụ nữ hả? Hai người đang ở đâu? Thôi thôi khuya rồi, chút nữa anh về. Em vô ngủ với con đi. Nè nè, anh đừng có đánh trống lảng. Anh đang ở đâu? Không muốn nói phải không? Thôi mà, đi vô ngủ đi. Tôi không có ở nhà. Hả? Em không ở nhà hả? Vậy mới đâu? Giờ này mà em còn lang thang đâu ngoài đường hả? Vậy còn Seri? Seri đâu? Seri nào? Anh làm gì có con? Người đàn ông vô trách nhiệm như anh, ai mà thèm sinh con cho anh chứ? Bà xã à, em đi về nhà ngay cho anh. Em đi đâu vậy hả? Tôi đi chết đây. Hả? Bà xã! Bà xã! À, nè nè, cô nói gì vậy? Nè, chết rồi, tôi điên rồi. Tại sao tôi lại ngủ quên ở đây vậy chứ? Anh à, mình chỉ mới chợp mắt thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Dạ, yeah. Thôi, anh phải về nhà ngay. Để em đưa anh về. Thôi, không được đâu. Vợ anh đang giận. Nếu mà cô ấy thấy anh đi chung với người phụ nữ khác, chắc chắn là sẽ nổi điên lên đó. Mà em về một mình có sao không? Em không sao, anh về đi. Ừ, thôi đi nghe. Bà xã, giờ này em còn đi đâu vậy hả? Kinh em không quan tâm. Anh vừa lòng chưa? Đất ơi, đêm hôm khuya khoắt qua làm chi vậy? Gì con? Dạ thưa ba, con mới qua. Ừ, gọi gì con? Seri với vợ con có đây không ba? Seri nó ngủ trọng á. Con ba chi? Con ba chi đi đâu? Hả? Con... Sao mày không gọi điện thoại cho nó? Con gọi rồi mà vợ con khóa máy. Trời ơi, khóa máy mày cũng phải gọi chứ. Mày làm chồng làm cha cái kiểu gì vậy? Vợ mày đi mày không biết tại sao? Mày đi kiếm nó cho tao. Mày kiếm gấp nó về. Con tao mà, con tao mà mày kiếm không ra nha, tao không có tha cho mày đâu. Mày đi gấp cho tao. Dạ, ba yên tâm đi, để con đi tìm vợ con. Ba cứ yên tâm vô nghỉ đi. Sáng mai rồi con qua con rước sơ đi về. Mày nghĩ sao tao còn nghỉ được hả? Dạ. Mày đi gấp đi. Dạ. Con đứng đó chi? Con đi nha ba. Thưa ba con đi. Cho mày lý phép không có trúng chỗ. Lại có người đáng yêu như vậy chứ. Bà xã, em về chưa bà xã? Bà xã, anh về đây làm cái gì hả? Hả? Bà xã, anh làm đi luôn đi. Anh xin lỗi mà bà xã. Anh bà xã, anh có biết
cho con trai đúng không? Hả? Nghe anh nói nè bà xã. Bà xã, nghe anh nói cái này hả? Cái gì? Nói cái gì? Anh xin lỗi mà. Mà em đi đâu vậy? Em có biết là anh muốn phát điên lên không? Anh đừng có xạo. Bây giờ tụi mình có chết anh cũng không có quan tâm đâu. Bà xã, anh xin lỗi mà. Thôi đi ra đi. Bà xã. Đại Phong, Đại Phong, Đại Phong. Tôi vợ xong vợ chết anh còn đi uống rượu được nữa hả? Nó có đâu em. Tại anh buồn quá, anh muốn phát điên lên nên anh uống một chút thôi à. Anh buồn hả? Anh buồn thì tôi sao? Tại sao mà anh ích kỷ quá vậy hả? Hả? Anh không giúp được gì cho tôi thì thôi. Thì làm ơn anh đừng có phá tôi được không? Bao nhiêu công sức của tôi gây dựng bây giờ đã đổ xong đổ biển hết rồi đây kia kia. Anh cứ như vậy hoài, tôi với con làm sao mà sống đây hả Đại Phong? Mà anh đã nói là anh làm không được rồi. Em không chịu nghe. Em cứ bày mấy cái trò để làm gì? Họ sỉ nhục anh, họ sỉ nhục em thấy chưa? Anh đã cản em bao nhiêu lần mà em không chịu nghe vậy chứ? Lòng tự trọng hả? Lòng tự trọng của anh là nhất. Còn mọi thứ là không có ý nghĩa gì chứ gì? Đúng không? Bà xã, em cũng phải hiểu tại sao anh làm vậy chứ. Em có biết là cái tên thần kinh nói gì anh không? Chị nói tôi không cần quan tâm. Cái mà tôi quan tâm là anh đi kìa. Anh làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả chứ. Anh đạp hắn vậy là ít á. Vậy chính muốn làm gì người ta? Hả? Bà xã, cuối cùng em có quen biết với hắn đúng không? Tên khốn đó là ai? Hắn là gì của em vậy? Hả? Là bạn học. Chỉ là bạn học thôi đó hả? Vậy mà hắn sỉ nhục anh. Em bắt chồng em xin lỗi cái tên bạn học thần kinh đó à? Tôi làm vậy thì tôi được cái gì? Mà anh tưởng tôi làm như vậy là cho tôi hả? Tất cả là tôi vì cái gia đình này đó anh biết không? Alo, ai hả? Dạ, vợ con về rồi ba. Alo, ba hả? Bà xã, em khóc với ba chưa đã hay sao mà giờ còn giận anh? Anh vô đây làm gì? Chỗ anh ở ngoài kia mà. Anh xin lỗi. Anh biết là anh không làm được như ý em mong muốn. Nhưng mà chẳng lẽ em không có một chút động lòng nào khi nằm ngủ trên cái ghế ngoài kia hả? Tại sao tôi phải động lòng chứ? Nhìn cái bản mặt qua là tôi tức muốn điên lên rồi đây nè. Anh có biết là bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển hết rồi không? Không sao đâu bà xã. Nhiều khi trong cái rủi nó có cái may sao? May cái gì? Nói tôi nghe coi. Thì anh may mắn mới có được em đi nè. Thôi đi. Tôi nè, tôi là người xui tận mạng mới có được anh đó. Cô giận cũng đâu có nên nói vậy đâu bà xã. Mà nãy đi uống rượu dai vậy? Rõ ràng là tôi nghe tiếng phụ nữ trong điện thoại mà. Thì mấy cái người ngồi mấy cái bàn xung quanh thôi. Chứ anh làm gì có người phụ nữ nào. Ủa mà còn em, đêm hôm khuya khoắt vậy em đi đâu mình? Tôi đi đâu kệ tôi, không cần quan tâm. Mà anh nữa, mai mốt anh cũng tự lo đi, tôi sẽ không lo cho anh nữa đâu. Bà xã. Xả tội gì đây, đi ra ngoài. Đừng có giận anh nữa. Tôi không có giận. Anh giỡn mặt với tôi hả Đại Phong? Không có, anh lấy cái gối. Con, bộ làm như mẹ không biết con rồi. Mẹ, ba chị sớm đây.
Công nhận mẹ múa đẹp thiệt đó nha. Thôi mệt rồi, vô nghỉ đi mẹ ha. Muốn gì đây? Vô nghỉ đi mà. Con tôi bữa nãy có hiếu quá ha, thăm mẹ nó sớm dữ à. Còn lúc nào mà không có hiếu với mẹ. Bữa nay gì? Bữa nay mẹ có muốn đi đâu không? Để con chở mẹ đi nha. Cảm đi ơn nha à. Bữa nay ngày gì đây ta? Ừ, đối với con ngày nào cũng là ngày của mẹ hết á. Thôi 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 đi, chứ không phải ngày của vợ hả? Không có đâu. Nhất mẹ, nhì vợ. Nhìn bản mặt là tôi biết có chuyện gì rồi. Nói đi. Mẹ à, xuống màu là mượn tiền chứ gì đúng không? Con kẹt quá. Làm gì kẹt? Mẹ cho con mượn ít tiền đi. 20 này con đi phỏng vấn rồi. Đi phỏng vấn? Dạ. Vậy là mấy bữa nữa rồi? Dạ. Mà con phải mua nhiều thứ lắm. Con phải mua sách vở để tham khảo nè. Rồi quần áo. Quần áo của con cũ hết rồi, còn phải mua giày mới nữa mà. Rồi tôi nói bởi vậy á, không lẽ hồi đó mẹ cản con chứ? Yêu đương mù quáng, con vợ mày nó bạch tuột như vậy đó, không có lo lắng gì cho chồng không, hết trơn á. Không có đâu, vợ con lo cho con đầy đủ lắm. Nhưng mà tại con thích xài đồ của mẹ thôi à. Xài đồ của mẹ thôi à. Dạ mẹ. Nhìn mặt mày nịnh kìa. Cho con muốn nhiều. 250 hả? Không có, 2,5 triệu. 2,5 triệu? Mày mua cái giống gì tới 2,5 triệu? Con mua nhiều. Nhiều thứ lắm mẹ. Mẹ mày là cái kho bạc đó hả con? Cho con mượn đi mẹ. Nha mẹ. Hoài người gì đâu mà không có chút xíu thẩm mỹ nào hết. Bà xã, anh có cái này cho em nè. Bà xã. Cái gì đây? Quà của ông xã tặng bà xã đó. Em coi đi. Bố không cần. Bà xã à, nhất định là em sẽ thích mà. Nè bà xã, ai cần anh mua chứ? Mà tiền đâu anh mua vậy? Em không cần biết tiền ở đâu ra đâu. Mà đôi giày này có phải đúng đôi giày mà em thích không? Đừng có tưởng mua cho em đôi giày này rồi em sẽ bỏ qua. Không có đâu. Bà xã, chỉ cần em vui á, em muốn anh làm cái gì anh cũng làm hết. Thiệt không? Có thiệt là em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm không? Thiệt mà. Chứ từ đó tới giờ em kêu anh làm, anh có dám không làm đâu. Anh thề đi. Ừ. Bà xã. Hả? Em thử dài đi. Ừ. Mà sao anh biết size của em hay vậy? Đẹp lắm đó bà xã. Em mà không đẹp nữa thì ai mang đẹp chứ. Mà tóm lại là anh mua bao nhiêu? À, người ta bán tới 2,5 triệu lần đó. Mà anh nói là anh mua đôi giày này cho bà xã yêu dấu của anh, người ta bớt anh 30. Đây nè, 30 còn nguyên nè. Hôm nay biết trả giá nữa hả? Nhưng mà chưa trả lời em.
Tiền đó anh mua, đừng có nói là đi mượn tiền để mua đồ hiệu cho em đó nha. Thôi miễn sao em thích là được rồi, em đâu cần biết tiền đâu ra, đúng không? Sao không cần biết chứ, em là vợ anh mà. Nhưng mà thôi kệ, cảm ơn ông xã. Bây giờ vụ giày đã xong. Bà xã. Hả? Vậy là em hết giận anh rồi ha. Ai nói em hết giận anh? Em chỉ tạm thời bỏ qua cho anh thôi, vụ này sẽ xử sau. Còn bây giờ thì đi theo em. Ủa đi đâu? Đi tới nhà giám đốc bộ phận. Cái gì? Đi gặp cái tên thần kinh đó hả? Ai mới vừa thề thốt nói là em muốn anh làm điều gì anh cũng sẽ làm. Nhưng mà em bắt anh tới xin lỗi cái tên thần kinh đó hả? Anh không có đi đâu, hắn phải tới đây xin lỗi anh mới đúng chứ. Em thiệt là mệt mỏi cái sĩ diện của anh. Người ta là sếp của anh, người ta có quyền quyết định cho anh làm việc hay là không cho anh làm việc. Thì nói rằng người ta có làm gì sai tệ bạc đi nữa, anh cũng phải là người đi xin lỗi. Sao anh không biết đem ra so sánh đi? Đây là sĩ diện của anh ha. Còn đây là tiền học của con nè, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, đủ thứ tiền cho cái gia đình này. Thì anh coi cái nào nặng hơn. Nhưng mà anh không có đi đâu. Em hỏi lại một lần nữa, anh có đi hay là không? Anh cũng đi. Được rồi, vậy thì ly dị. Cửa khóa rồi, không có ai ở nhà hết. Thôi mình về đi. Trời ơi, chưa bấm chuông mà không biết ai có nhà. Anh làm gì vậy? Đã tới rồi phải vô chứ sao về. Anh biết em phải khó khăn thế nào mới xin bà chủ nghỉ được. Để đi đến đây với anh không? Thôi mà bà xã, mình đâu có làm gì có lỗi rồi phải tới xin lỗi người ta. Anh không có lỗi hả? Tới bấm chuông đi. Nhớ những gì em dặn chưa? Nhớ không? Biết rồi. Biết rồi thì làm theo cho đúng đó. Nói một đường là một nẻo không à. Chuyên gia à. Quá không. Tới đây làm gì? Không kiếm chuyện nữa hả? À không, vợ chồng tôi đến để xin lỗi bà. À đúng rồi đó. Không cần đâu, đi về đi. Ờ à, quá không. Không có tiếng gì ở nhà hả? Vợ chồng tôi đến xin lỗi thiệt mà. Bà mắc lỗi với tôi nhiều lắm. Xin lỗi chuyện gì? Ờ thì ờ không có lỗi gì hết. Thôi mình đi về. Không có lỗi thì bắt mới phải xin lỗi. Đi thôi mà ông xã. Ờ quá hồng à. Ờ hay bà cho tôi vô nhà đi, rồi tụi mình nói chuyện hả? Anh à. Đi đi mà bà xã. Anh đừng có gì. Anh là người gây ra chuyện. Có chuyện gì vậy? Mời dùng trà. Cảm ơn anh. Dạ. Vợ chồng tôi đến đường đột vậy, không biết có làm phiền hai người không hả? Chắc phiền hả? Không có gì đâu. Tính ông xã tôi hay cả nể lắm, dù là người nhàn rỗi tới thăm anh cũng vẫn tiếp mà. Chị Hoa Hồng à, thật sự ra là vợ chồng chúng tôi rất bận. Sao mà nhạy cảm quá vậy? Uống trà đi cho hạ quả. Tìm tôi có việc gì không? Tôi vậy hỏi anh kìa. Vợ tôi kêu tôi tới đây để nói với hai người. Chẳng qua là vậy tôi bị. Ông xã tôi ông cứ trăn trở hoài. Ông nói là ảnh cảm thấy áy náy vì đã đánh anh. Tại vì ảnh thấy chuyện cũng không có gì hết, chẳng qua là do hiểu lầm thôi.
Vậy nên ảnh kêu tôi đến đây để xin lỗi anh, mong anh bỏ qua. Ừ ông xã, mình tới rồi đó. Anh muốn nói gì cho Tuấn vậy anh nói đi. Ủa bà xã, bữa đó anh đâu có làm gì có lỗi đâu. Không có thành ý thì miễn cưỡng khó chịu lắm. Mà hai người có năn nỉ xin lỗi chúng tôi cũng không bỏ qua đâu. Vậy thôi đi về bà xã. Chị nói vậy là sao? Tôi thật sự không hiểu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh à, sao dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Anh nói bỏ qua, vậy chúng ta về nha. Thật ra bữa đó tôi cũng không có muốn nổi nóng với anh đâu. Cũng tại anh á, tại anh nói quá, đúng không? Tôi nói có gì quá chứ. Tôi không ngờ một người như Mai Chi lại lấy một người đàn ông bất tài vô dụng như anh làm chồng. Nè, cái anh kia, đừng có tưởng anh Thành này rồi muốn nói ai gì nói nha. Tại sao lại xài xẻ chồng tôi như vậy? Anh nhìn lại bản thân mình đi, có gì mà hay ho chứ hả? Chẳng phải trước đây chỉ vì muốn xin lỗi tôi mà anh chấp nhận đứng 12 tiếng đồng hồ trước nhà tôi để nhận lời xin lỗi của tôi sao? Nè, bà nói cái gì vậy? Bà nói lại coi. Hả? Ủa tôi nói không phải sao? Chồng tôi anh bị như vậy chẳng qua là anh kém may mắn thôi. Chứ nếu xét về thực lực thì chưa chắc ai đó hơn ai đâu. Tôi nể bà là bạn, còn Tuấn gì chuẩn bị làm sếp tương lai của chồng tôi mới kêu chồng tôi qua đây để xin lỗi hai người thôi. Nhưng mà qua tới đây rồi tôi cảm thấy hối hận vì đã xin lỗi hai người. Tại vì hai người không đáng đi nhận lời xin lỗi của hai vợ chồng tôi. Bà, ông xã, bà đi về. Về bà xã. Đúng là chứng nào tật đó mà, lúc nào cũng thô lỗ vô nhân quá như vậy, khó chịu. Muốn cái gì nữa đây hả? Cười cái gì? Tôi vô. Thôi thôi, lại phải cười với hạng người này. Hạng nhà giàu xài đồ giả, tới nồi trà mà cũng giả nữa. Uống vô nhẹ nhẹ không có chút mùi vị nào, chỉ cho người khác cảm giác ói thôi. Cái gì? Lấy vợ. Đi về đi. Mày chị nói đúng đó. Anh nói gì? Trà uống dở quá. Đã nói bao nhiêu lần đổi lại trà khác đi, không chịu đổi. Tiết kiệm làm gì ba cái chuyện này. Em vô địch luôn á. Em bữa nay đúng là số 1. Anh thật sự kinh ngạc với em. Sao vậy? Rửa đường nhục cho anh em cũng sướng mà. Chứ sao? Nhìn mặt vợ chồng tên thần kinh đó hả? Hắn trơ 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 ra, trong khi đó em hả? Anh thiệt là vui á. Bà xã, bữa nay đi ăn mừng nha. Bởi vì mình rửa nhục được rồi. Ăn mừng cái gì? Tiền đâu mà ăn mừng. Đương nhiên là có rồi. Đi bà xã. Trời anh biết hả, em nói không có tiền mà. Bữa nay anh bao em khỏi lo. Anh đừng có thật, em không có tiền. Tiền ở đâu anh đi, bao đi. Đi. Nè. Hai người đó làm anh không ngon miệng hả? Đúng là không biết điều gì hết trơn. Mới gây chuyện bữa trước chưa bỏ qua, bây giờ còn lại đến làm phiền nữa chứ. Mà em thấy họ đúng là nồi nào úp vung nấy luôn á. Không còn câu nào chính xác hơn để miêu tả họ nữa. Giống nhau dễ sợ luôn á. Đã không có năng lực mà không có lòng tự trọng nữa chứ. Người như họ mà có cơ hội cũng không nắm bắt được đâu. Nhưng mà anh à, em nghĩ là anh không nên để ý tới những chuyện nhảm nhí đó làm gì. Em rõ cô ta quá mà, muốn đạt được mục đích là làm tất cả mọi chuyện. Đang diễn kịch để người ta thương hại mà. Cứ coi cái cách cư xử nhà bà Lý Trang là biết gì. Như con hồ ly á.
Em nói gì nặng lời vậy? Dù sao chúng ta cũng đã từng học chung một trường. Thật ra người phụ nữ mà dám vì chồng mình làm tất cả mọi chuyện, dù chuyện đó có không hay ho đi chăng nữa, thì hành động đó cũng đáng được tôn trọng. Có ai tiệc rửa hận mà đi ăn bắp không trời? Thì anh thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm của em á. Anh mua 3 trái, em ăn 2 trái, anh ăn 1 trái, được chưa? Tôi hỏi, cảm ơn. Bà xã, chưa bao giờ mà anh vui như bây giờ đó nha. Ăn bắp công viên vậy mà cũng vui được nữa hả? Đương nhiên rồi, ăn vui như là trúng khối độc đắc vậy á. Mà bà xã, hồi đó anh ta theo đuổi em hả? Mối tình đầu của em đó. Cái gì? Cái tên thằng Kinh đó là mối tình đầu của em hả? Không lẽ hắn lẹ chân tấn công em trước anh sao? Lúc nào vậy? Ý là anh hỏi giám đốc bộ phận á, là mối tình đầu của em hả? Sao từ trước tới giờ anh không nghe em nói? Thì có cái gì đâu mà nói. Thời đi học thì thấy thích thích nhau vậy thôi. Mà hồi đó em bỏ anh ta hay anh ta bỏ em? Nói cho anh biết, hồi đó em là hoa khôi của trường á, thì anh nghĩ đi, ai bỏ ai hả? Chắc em với giám đốc có nhiều kỷ niệm lắm chứ gì. Kỷ niệm gì đâu, thì hồi xưa quen nhau đi ăn chè ăn kem vậy thôi. Bà là hắn yêu em chứ bộ. Vậy còn em? Em hả? Cũng chút chút. Tại sao? Anh ghen hả? Thì cũng có tức chút chút. Mà bà xã, sao lúc đó em yêu sớm quá vậy? Anh nha, tới gần tốt nghiệp đại học rồi anh mới biết yêu á. Mà bà xã, em á, là mối tình đầu của anh, cũng là mối tình duy nhất của anh á. Nói như vậy là anh thiệt thòi hơn em rồi. Thôi thôi thôi, em hiểu ý anh rồi. Ý của anh á, là anh cảm thấy hối hận vì đã lấy luôn mối tình đầu của mình, nên là không có cơ hội quen nhiều người khác cái gì, phải không? Đâu có, anh đâu có ý đó, anh nói giỡn thôi mà. Chiêu, đỡ rồi. Chiêu à, rồi. Chiêu đỡ. Giữ giữ giữ. Chiêu không bị bị nha, cho tôi hồi lại nước này nha. Gì, quýnh cờ cũng không khoan giữ lại là sao? Tại tôi lỡ đi nước này chứ nếu không tôi đâu có thua anh đâu. Quýnh cờ mà có lỡ nữa. Ơi, trong luật cờ tướng ta là hạ thủ bất khoan khoan. Quýnh cờ giống như là một tướng quân ra trận. Ví dụ như anh quýnh quýnh trận anh thua chừng tự nhiên ta chặt đứt đầu. Khoan khoan khoan, để ta gắn đầu ta làm lại nha, đúng không? Ủa, chị xui. Có mấy con cờ thôi. Nói chi mà giờ cao siêu vẻ vời quá vậy anh xui. Chị biết chơi cờ tướng không? Chi? Quýnh cờ tướng phải dùng trí tuệ và phải có luật. Không luật là không đánh được. Có những người á lầm lẫn tưởng đâu mình đang chơi trò chơi trí tuệ, nhưng mà đâu có biết rằng đang chơi một trò chơi rất là bình thường và vô bổ. Chị nói cái gì vô bổ? Chị nói cái gì vô bổ? Ai lầm với tôi thì không có lầm rồi. Mẹ hả? Chứ không phải ai kia. Trời ơi, tối ngày mở ba cái nhạc đứt, đứng lắc la lắc lư y như mấy cái con mà. Con gì? Con mà leo trên cây á. Rồi sao? Làm sao biết được cái trí tuệ của cờ tướng? Làm sao biết được cái nguyên khâm của nó? Vậy sao? Đúng không? Ta nói có những người á, tưởng đâu mình là thánh nhân, chứ đâu có biết rằng xưa thật là xưa, cổ lỗ sĩ luôn. Thành ra đâu có biết, đâu có biết được như cái bộ môn nghệ thuật của hiện đại, của thời văn minh. Hen, ôm cái bàn chờ chơi trầu nguyên bác đi nghe. Mấy chị ơi, vô đây vô đây vô đây vô đây vô đây. Chỗ này rộng rãi nè mấy chị. Lẹ lẹ lẹ, trời ơi chậm quá hai cái bà này. Bây giờ mình để đây nè, mình bỏ nhạc ra, mình tập dậy tại đây luôn. Hen, ê, mở lên. Ê chị xui. Hả?
tắt máy đi. Tắt sao được tắt, tao đang nghĩ mà tắt gì. Ít nhất chuyện phải nể mặt Su Gia chứ. Là sao? Chỗ này chỗ của tôi mà. Cái gì? Chỗ của tôi. Sổ đỏ đâu? Đó. Nhà anh số mấy? Hả? Nhà anh đây hả? Đây là công viên đúng không? Đúng công viên không? Ừ. Là của chung chứ gì? Đúng không? Chứ đâu phải nhà của ai ở đâu mà chỗ này tôi chọn rồi, chỗ của tôi. Ta đang đánh cờ tướng lại ra mở đùng đùng sao ta đánh? Ủa sao vậy? Ta mất tập trung rồi sao đánh? À có nghĩa là mất tập trung rồi không có đánh được đúng không? Ừ. Là tại vì đó mấy người đó đó. Xét lại đi. Xét cái gì? Cái tâm thì gian tà, cái lòng là không tịnh nên không có đánh được. Chị nói cái gì tịnh? Đó. Cái gì không tịnh? Thì đó. Đánh cờ thì cứ nhào vô đó đánh cờ đi. Tập trung vô đó đánh cờ đi. Coi người ta lắc chi mà không có tập trung đánh cờ. Trời ơi coi. Tôi nhìn thì tôi muốn ôi rồi coi. Ôi vậy hả? Vậy tôi nghĩ ăn thua gì mở lớn lên. Vô. Mở lớn lên trời ơi. Trời ơi nhà. Đẹp đi. Đi về nhà tôi đánh. Chứ ở đây cứ đụng đụng kiểu này mấy ông tướng nào cũng trong sống chịu. Thấy cái này kiểu này kéo quân diễm đầu hàng. Cướp. Đi về. Ở đây trai. Tướng số gia tao nhường à. Ông dám đâu. Ông mua nói ông mua à. Tôi bận rồi. Dạ dạ em hiểu rồi. Cô ta muốn cái gì vậy? Em nói với phó giám đốc là chị lên gặp chút mà. Chị đưa đồ ăn phó giám đốc và chị về liền. Dạ phó giám đốc em bận lắm chị ơi. Chị mang đồ ăn tới bây giờ không ăn nguội sao? Không được đâu, chị vui lòng về giùm em đi ạ. Chị đứng trước chị đợi nha. Tùy chị. Để đồ ăn nguội ngắt như vậy làm sao mà ăn ngon được. Con nhỏ này. Cho tới một ngày cô gặp Chung Sinh, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Alo. Dạ. Dạ chào chị. Dạ. Cần bổ sung hồ sơ à? Dạ. Dạ dạ, tôi hiểu. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ. Chút nữa mình quên.
Tập tài liệu tôi soạn thảo cho buổi họp ngày hôm nay anh đã đọc chưa? Tôi không có đọc. Sao? Anh không đọc á? Để rồi ra trước mặt mọi người cho mọi người thấy rằng anh là kẻ kém cỏi hả? Họ thấy rồi sao? Anh ngốc thật. Dù muốn hay không muốn thì anh cũng phải làm. Bởi vì cuộc đời anh đã được lập trình sẵn như vậy rồi. Anh có cố dãy dụa thì cũng không thoát ra được đâu. Ai dãy dụa? Cô mới là người dãy dụa không phải tôi. Cô không thấy mệt mỏi hả? Cô giam cầm cuộc đời tôi như vậy cô thấy thích thú lắm hả? Ai giam cầm cuộc đời anh? Anh quên món quà cưới mà ba tôi đã tặng cho tôi sao? 35% cổ phiếu của tập đoàn Phương Đông đang nằm trong tay tôi. Và anh thừa hiểu rằng ngoài số cổ phiếu mà anh có thì anh phải có đủ cả số cổ phiếu của tôi thì anh mới có thể tồn tại được. Căm thù cái ngày mà tôi ngồi chung ghế với cô. Thôi, anh còn cả cuộc đời để gây chuyện với tôi đấy. Sắp đến công ty rồi. Cười lên đi. Cái gì? Tôi biết bà không muốn gặp tôi, bà còn chuyện giận. Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với bà. Xuống gặp tôi đi, bà không xuống gặp tôi không có về đâu. Tôi đang đứng trước cửa. Bà thích làm gì thì làm đi, ha. Từ nay trở đi, không được cho cô ta vào công ty, hiểu chưa? Cô ta mà tới đây không được chuyển máy cho tôi. Chuyện này mà lặp lại một lần nữa tôi đuổi dì cô đó. Hiểu chưa? Chào chị. Tôi muốn lên phòng nhân sự để bổ sung hồ sơ. Mời em lên trên nha. Dạ, cảm ơn chị. Gia Hân, tới bao giờ cô mới thôi cái trò vợ chồng hờ này hả? Cô ta đâu? Dạ, cổ đi về rồi chị. Dạ, chào chị ạ. Đưa cha. Món bà thích đó. Bà tưởng tôi là con nít hả? Đem đồ ăn và chiêu năn nỉ ra đây để tôi bỏ qua hả? Thank you.
kìa. Sao khóc vậy? Dạ Hân à. Không có gì, tự dưng nước mắt cứ chảy thôi. Em đúng là người bao nước mắt á. Mà anh nói trước nha, anh không có biết bơi đâu. Mẹ từ giờ lúc nào buồn muốn khóc em sẽ nghĩ đến anh để nước mắt không rơi nữa, được chưa? Vậy sao? Anh mà có công dụng dữ vậy hả? Anh có nụ cười dễ thương nhất trên đời này, anh biết không? Ai cũng nói anh á, cười hai cái quai nữa nó sách lên vậy nè, mặt ngố như thằng bờm vậy đó. Nhưng mà em thích, em thích anh cười, em thích nghe anh nói, em thích anh thật đó, anh biết không? Thôi mà Gia Hân, em đừng có nói vậy. Em biết, nếu như em nói ra có thể em sẽ mất anh, nhưng mà nếu không nói anh sẽ không bao giờ biết. Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Ê, Gia Hân à, coi như nãy giờ anh chưa nghe gì đi ha. Thật sự là anh rất yêu Mai Chi, anh sẽ lấy cô ấy làm vợ. Anh xin lỗi. Nam ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn.